hôm nay mình sẽ tôi mở sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình nếu biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Bây giờ sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Mình tô vào xong nhá. Xin chào tất cả các bạn, thưa các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng ta cũng đi bắt đầu tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ gọt màu đã các bạn.
Mình tôi mở xong nhé.